Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đến với chương trình Tự học tiếng Hoa của chúng tôi. Sau khi chúng ta học được 15 bài đàm thoại, thì tôi thấy rằng trong cái 15 bài đàm thoại đó nó có xuất hiện nhiều lần cái loại bổ ngữ là bổ ngữ chỉ kết quả. Nhưng mà mình cũng chưa có tiện giới thiệu đến mọi người chi tiết cụ thể hơn. Cho nên hôm nay mình làm cái video clip này là về bổ ngữ chỉ kết quả để giới thiệu cho anh chị biết. À, để chúng ta hiểu được bổ ngữ kết quả là cái gì và nó mang ý nghĩa gì trong câu? Sau đây xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi nha. Bổ ngữ chỉ kết quả là thành phần đứng sau động từ để bổ sung và giải thích rõ kết quả của hành động đó. Và nói như vậy thì nó cũng hơi mơ hồ. Ví dụ như ăn xong thì đó, xong là cái bổ ngữ chỉ kết quả cho hành động ăn. Mua được được là bổ ngữ chỉ kết quả cho hành động mua. À, ăn no thì no là cái bổ ngữ chỉ kết quả cho hành động ăn. Chúng ta hình dung như vậy nha. Rồi chúng ta lưu ý. Thế thì cái thành phần nào nó đảm nhiệm cái chức năng bổ ngữ này? Thì bổ ngữ chỉ kết quả thường do các động từ hay là tính từ nhưng mà đơn âm tiết để đảm nhiệm. À, động từ hoặc tính từ đơn âm tiết có nghĩa là những cái từ mà nó chỉ có một âm độc thôi thì gọi là đơn âm tiết. Ví dụ ta có từ to, to trước đây là động từ đến, đó là một âm độc, rồi từ chen là thấy hoặc là gặp, nó cũng có thể làm bổ ngữ chỉ kết quả, rồi họ là tính từ hay, tốt, giỏi gì đó, cũng có thể làm bổ ngữ chỉ kết quả, và bọ là no, cũng như vậy. Ví dụ, mài to thì lúc này không phải là mua đến mà là mua được, na bình su của mài to là? cái quyển sách đó tôi mua được rồi mày to là rồi trào to là tìm được rồi chen là thấy hoặc là gặp như vậy là khan chen là trông thấy hoặc là nhìn thấy thiên chen là nghe thấy từ họ là hay là tốt là đẹp gì đó nhưng mà họ uh, khi làm bổ ngữ chỉ kết quả có thể dịch khác đi ví dụ như là sư họ là ăn xong hoặc sư họ là tôi ăn xong rồi bìnhu và khăn họ là quyển sách này tôi xem xong rồi và bạ là no chư bọ là ăn no và chư bảo là tôi ăn no rồi và thứ hai là trong câu có bổ ngữ chỉ kết quả thì sao động từ nó không thể có từ trơ và chúng ta nhớ là trơ này là biểu thị cái hành động đang diễn ra hoặc một trạng thái đang duy trì cho nên là cái câu mà có bổ ngữ chỉ kết quả nó biểu thị kết quả nó không thể xuất hiện từ trơ này được À, chúng ta lưu ý như vậy là được rồi và sau động từ thì chỉ có thể có một bổ ngữ chỉ kết quả thôi không thể có hai được chúng ta không thể nói là tha thàng xe chai soạn sang à, chỉ có thể nói là tha thàng chai soạn sang anh ấy nằm ở trên giường vì xe và chai không thể cùng xuất hiện một lúc được như vậy là trong phần thứ ba này nhắc lại là trong một cái câu À, sau động từ thì nó chỉ có thể có một bổ ngữ chỉ kết quả mà thôi. sang lần thứ tư à, trong câu có bổ ngữ chỉ kết quả nhưng mà nó không nhất thiết là phải xảy ra trong quá khứ. ví dụ như cái câu nè, ùa dĩ tiên giao mài to na bình su, tôi nhất định phải mua được quyển sách đó mua được là bổ ngữ chỉ kết quả nhưng mà đây là nó chỉ sự quyết tâm của mình à, có thể ngày mai ngày mốt ngày kia gì mình mới mua chứ không phải là đã mua rồi và cái lưu ý thứ năm nữa là hình thức phủ định của cái bổ ngữ chỉ kết quả này là chúng ta đặt từ Mỹ hoặc là Mỹ vô trước động từ. Ví dụ Mỹ khăn chèn, khăn là nhìn thấy, trong thấy, Mỹ khăn là không nhìn thấy hoặc là chưa nhìn thấy. À, Mỹ khăn hoặc là Mỹ vô khăn cũng được, Mỹ vô mài to hoặc là Mỹ mài to chưa mua được. Mỹ vô chô quản chưa làm xong, cho quản là làm xong, Mỹ chô quản cũng được, Mỹ vô chô quản cũng được chưa饱 là ăn no, mỹ chưa饱 là chưa ăn no hoặc là mỹ chưa饱 là chưa ăn no và một cái lưu ý thứ sáu là nếu trong cái câu mà buộc phải dùng cái bộ ngữ chỉ kết quả thì chúng ta phải dùng nếu như mà chúng ta không dùng cái loại bộ ngữ này thì nó sẽ là cái câu không rõ nghĩa, cái câu sai hoặc là có thể là nó mang ý nghĩa khác làm cho người nghe người ta sẽ hiểu lầm chúng ta xem ví dụ bên dưới nè Chín thiên là hôm nay của khan yi liang chi chơ Trang rỉn là tôi nhìn một chiếc xe hơi Đụng người Như vậy câu đó là câu sai Mà phải là Chín thiên wo khan chi tôi trông thấy Yi liang chi chơ là một chiếc xe hơi Trang rỉnh là đụng phải người Như vậy câu này phải là khan gen Thì mới là câu chuẩn hoặc là ở dưới nếu chúng ta không dùng bổ ngữ chỉ kết quả nó sẽ ra cái ý nghĩa khác Ví dụ, wò su là tôi xem sách. Khan su là xem sách. Còn nếu nói là wò khan jian su là wò khan jian su là thì tôi đã trông thấy quyển sách rồi. Có nghĩa là mình tìm, bây giờ mình thấy được cái quyển sách đó. Thì mình nói như vậy. Và sau đây chúng ta sẽ khảo sát các cái bổ ngữ chỉ kết quả thường gặp nha. Thứ nhất là động từ cộng với từ jian. Nì khan chen mà ly lơ Nì khan chen mà ly lơ Bạn có trông thấy mà ly không? Bạn có trông thấy mà ly chưa? Khan chen là trông thấy hoặc là nhìn thấy. Ví dụ mình đi tìm cô ấy hay gì đó rồi mình hỏi như vậy. Wò thiên chen yô rỉnh chèo wò. Wò thiên chen yô rỉnh chèo wò. Tôi nghe thấy có người gọi tôi. Thiên chen là nghe thấy. và chúng ta lưu ý là không có nhiều động từ à, có thể dùng cái từ gen để làm bổ ngữ à, từ gen này có thể làm bổ ngữ cho một số ít các cái động từ mà thôi hình thức thứ hai chúng ta gặp là động từ cộng với từ chai. động từ cộng với từ chai. ví dụ chín sang ngủ sáng hôm nay Ồ y chữ tôi cứ mãi gì đó y chữ là cứ tay chai <laughs> su sờ ở trong ký túc xá Tai là ở Tai trai su sơ ở trong ký túc xá như vậy đằng sau từ trai phía sau từ trai là cái từ ngữ biểu thị nơi chốn chúng ta lưu ý vậy rồi tha y khuỷ tao giá chiêu thẳng trai sa pha sang suy trảo là à, chúng ta lưu ý cấu cấu trúc là y chiêu y chiêu là vừa cái gì thì cái gì thai y khuỷ giá Thái y hủy giá anh ấy vừa về đến nhà Chiêu là thầy, Thằng trai xa pha sang Nằm lên trên cái ghế salon, ghế sofa Xoay trảo là, là ngủ thiếp đi Thái y hui giá chiêu thẳng trai xa pha sang Xoay trảo là Như vậy là à, Từ trai phải đứng liền trước các danh từ Ở thì phải là ở đâu Trai xa pha sang Trai su sơ Chúng ta lưu ý như vậy Và chúng ta phải chú ý phân biệt sự khác biệt trong các cái ví dụ với những cái câu mà có trạng ngữ biểu thị nơi chốn nhé Trạng ngữ là thành phần đứng trước động từ Chúng ta nhớ vậy Ví dụ nè Tôi ở cửa hàng mua thức ăn Tức là tôi mua thức ăn ở cửa hàng Và chúng ta lưu ý là Từ chai này nó là giới từ Từ chai này là giới từ chứ không phải là động từ Và đó là chai sang tiên này đó là trạng ngữ nhấn mạnh cái địa điểm. Wo mài sai chai sang tiên đó là câu sai, phải luôn luôn ở đâu xong rồi mới làm gì. Và hình thức thứ ba là động từ cộng với từ kệ, động từ cộng với từ kệ. Chúng ta xem ví dụ. của de zuo ye. ye, là bài tập về nhà. Wo de bài tập về nhà của tôi. treo kệ quản lao sư là chiao Jéo kệ quản lao sứ là tức là nộp cho bài tập về nhà của tôi á, đã nộp cho thầy Vương rồi. treo kệ quản lao sứ là. Kệ có thể làm tân ngữ trực tiếp được. Thứ hai, tha tí kệ hòa y phân xin. Tha tí y phân xin. Tí là đưa nhưng mà là đưa tận tay. Tí kể quả anh ấy đưa cho tôi một bức thư. Nhưng mà ta sẽ hiểu là cầm đưa tận tay chứ không phải là thông qua ai đó hay là để trên bàn cho mình tha ti kể của y phân xin sau này cũng có thể có tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp được mai mốt mình sẽ giải thích thêm cái phần này hình thức thứ tư chúng ta gặp đó là động từ cộng với từ quang từ quang này cái nghĩa gốc của nó quang tức là cái ánh sáng Ví dụ giảng quang là ánh nắng, ánh sáng mặt trời Duy quang là ánh trăng, tân quang là ánh đèn Nhưng mà từ quang ở trong ở trong cái chỗ này nó làm bổ ngữ Thì thường nó chỉ là hết, hết sạch, không còn gì Ví dụ Wò tao sư sửa tao sư Tôi <laughs> đến Tôi đến phòng học Wò tao sư sửa Có nghĩa là 我到教室的时候，tao sư tờ hồ Khi tôi đến phòng học Tức là khi tôi đến lớp á, rỉnh tôi chầu quán là, rảnh tôi chầu quán là, mọi người đều đi hết rồi. rảnh tôi chỗ quán là. Quán biểu thị ý nghĩa là không còn nữa. Trước động từ thì thường có tô hoặc là chuyển cũng được. Tô là đều, chuyển là tất cả. Sợi chi hú, bê tha hư quán là. Sợi là nước, chi hú là dường như tay là bị, pay tha hơ quán là bị anh ấy uống hết rồi. Nước hầu như bị anh ấy uống hết rồi. Thì mình dịch là dường như anh ấy uống hết nước rồi. Hơ quán là uống hết. Và kế tiếp nữa, ta có uh, cái hình thức là động từ cộng với từ pian Pian có nghĩa là khắp, khắp nơi, tất cả, không có còn sót á. Quả trào pian là số ti phan, trào pen là tìm khắp. Ủa trào biên là tôi đã tìm khắp số dù thi văn Tất cả các nơi như vậy là tôi đã tìm khắp khắp nơi rồi Về yeah, Mỹ trào to của tôi su bó Về yeah, Mỹ trào to cũng không tìm thấy Cũng không tìm được của tôi su là cái cặp của tôi Bây chiến ta chứa Bây giờ tôi những món ăn nhẹ của Bắc Kinh hoặc là ở Bắc Kinh. của tôi là tôi đều ăn khắp rồi, có nghĩa là tôi đều ăn cả rồi. Món nào tôi cũng ăn hết á. Bây giờ tôi tôi là. Như vậy là trảo biên là tìm khắp, chứ biên là ăn hết tất cả. Chủ biên là đi khắp nơi, ta hiểu gì? Từ biên nó có thể tạm dịch là khắp hoặc là cả. Kế tiếp. À, hình thức thứ sáu đó là động từ cộng với từ trảo ngay chỗ này chúng ta đọc là trảo chứ không phải là trơ nha chúng ta xem ví dụ 我的钥匙找着了，钥匙 là là chìa khóa cái chiếc chìa khóa của tôi trào rõ là tìm được rồi trào rõ là như vậy trào trảo ngay chỗ này chúng ta hiểu nó cũng như là trào to vậy kế tiếp nữa Tôi đi Bắc Kinh, tôi đi Bắc Kinh, Mỹ chen rõ xèo xoảng, Mỹ chen rõ xèo quảng tôi đi Bắc Kinh nhưng mà không có gặp được xèo xoảng, không gặp được xèo xoảng. Và chúng ta nhớ là trở và to diễn đạt ý nghĩa là gần như nhau thôi, như vậy là chen trở là chen to, trào trở là trào to, chúng ta lưu ý vậy. kế tiếp chúng ta có cái hình thức thứ bảy đó là động từ cộng với từ sang động từ cộng với từ sang sang trước đây có những cái nghĩa như đi lên là sang san là lên núi sang lỗ là lên lầu còn sang có nghĩa là ở trên ví dụ chai sơ sang là ở trên xe chai lỗ sang là ở trên lầu sang còn có một nghĩa khác nữa là, là trước ví dụ như sang cơ duê là tháng trước sang cơ xin xí là tuần trước sang xưa là lần trước nhưng bây giờ chúng ta khảo sát xem từ sang ở đây có nghĩa là gì nào chính nị bà quan sang quan là đóng quan sang là đóng lại à, đóng lại chính nị là nhờ bạn mời bạn gì đó bà choang hu là mang cái cửa sổ ra rồi mới quan sang đóng lại có nghĩa là bạn đóng cửa sổ lại họ ba là được không như vậy quan sang là đóng lại đóng chặt lại hở hở là gấp là hợp tiếng hở là hợp hở sang xuống tức là gấp sách lại hở sang gấp lại Rồi hình thức thứ 8 là động từ cộng với từ tru Động từ cộng với từ tru Tru trước đây có nghĩa là sống là cư trú á Ví dụ, phu mù tru mì của bố mẹ tôi sống ở Mỹ Wo tru trai phẫn gia tôi sống ở nhà bạn tôi Còn ở đây chúng ta xem coi từ tru nó mang nghĩa gì nha Khổng tân ý liang, đèn đỏ vừa sáng lên Ý liang là vừa sáng lên Sơ, tô, thiện, tru là xe là đều dừng hẳn lại, thiện, tru là dừng hẳn lại, thiện là dừng, Thiển tru. Mệnh hoai <laughs> là Mỹ quan tru, mệnh hoai là à, cửa nó bị hư rồi, mệ quan tru không có đóng lại được, tức là đóng mãi mà vẫn không được, tức là đóng không đóng lại được, Mỹ quan tru ta có hình thức thứ chín này nó nhiều hơn một chút là động từ xong rồi bổ ngữ chỉ kết quả rồi thêm cái bổ ngữ chỉ số lượng nữa ví dụ tôi ăn xong ba chén cơm thì ba chén cơm đó là bổ ngữ chỉ số lượng đó chúng ta xem ví dụ xem nào chỗ thiên khai huê chỗ thiên khai huê hôm qua họp khai huê là họp Wo lãi hoàn là tôi đã đến trễ như vậy hoàn ừ, ở đây là bổ ngữ chỉ kết quả của lãi đến như thế nào đến trễ Wo lãi hoàn là sửa phanh trung tôi đã đến trễ hết 10 phút rồi như vậy 10 phút đó là bổ ngữ chỉ số lượng đó Chỗ thiên khai huê Wo lãi hoàn là sửa phanh trung Trơ liền cơ duyên là hai tháng nay Tha lê sâu là ủ chín Anh ấy mệt đến mức hoặc là anh ấy vất vả đến mức sâu là u là gầy đi hết 5 cân à, chúng ta lưu ý là một cân ở trong à, tiếng hoa thì nó chỉ có nghĩa là nửa ký thôi như vậy là u chín này ta sẽ hiểu nó là hai ký rưỡi hai kg rưỡi và hình thức thứ 10 là động từ cộng bổ ngữ chỉ kết quả rồi xong rồi bổ ngữ chỉ xu hướng nữa ví dụ lão lị đó là ông lý lê là mệt ta có thể dịch mệt ta có thể dịch là mệt đến mức khuân qua chi khuân là hôn mê hoặc là ngất xỉu khuân qua chi là xỉu đi à, ta dịch vậy lão lì lê khuân qua chi là mai mốt chúng ta sẽ học thêm các cái loại bổ ngữ nữa là bổ ngữ chỉ số hướng bổ ngữ chỉ số lượng rồi nữa vân vân và một ví dụ nữa Tha là anh ấy chịu hô tức là hơ chiều gì hô sau khi uống rượu. Cha sử tức là điều khiển xe hoặc là lái xe. Tha chiều hô cha sử anh ấy lái xe sau khi uống rượu. Chớ, tô khai phan qua chi là chớ là cái xe. Rồi tô là đã khai là lái hoặc là chạy. Phan qua chi là bị lật đi. Phan là lật, phan qua chi là bị lật đi thì mình dịch là lật nhào. Tha chiều hô gia sử, chơ khai quá và đến đây mình xin kết thúc cái phần 1 là mình giới thiệu cái bổ ngữ chỉ kết quả Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi Xin hẹn gặp mọi người ở video clip kế tiếp Nếu như mọi người có thắc mắc gì về cái phần bổ ngữ chỉ kết quả này Xin vui lòng comment trên youtube Mình sẽ cố gắng tranh thủ thời gian để giải thích nha Xin cảm ơn mọi người